Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 25 tháng 11, Đảng ủy quân sự tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức hội nghị bầu bổ sung Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự công Lâm dân Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh, ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Đỗ Tiến sĩ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các thành viên trong đảng ủy. Tại hội nghị, Ban tổ chức tỉnh ủy đã công bố quyết định của tỉnh ủy Sóc Trăng về việc chuẩn y Trung tá Nguyễn Văn Hường, Chủ nhiệm kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông báo kết luận của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi thảo luận việc ứng cử, đề cử, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu Đại tá Trần Quốc Khởi, Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh. Đại tá Tô Diệt Hà, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh với số phiếu đạt 100%. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lâm Văn Mẫn đã chúc mừng các đồng chí được bầu và chuẩn nghi tham gia ban chấp hành, ban thượng vụ đảng quỹ quân sự tỉnh, phó bí thư đảng quỹ quân sự nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời đề nghị trên cương vị mới, các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực trí tuệ, xây dựng mối đoàn kết nội bộ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc cùng với tập thể đảng quỹ quân sự tỉnh tiếp tục lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương trong thời gian tới. Chiều nay, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Quỹ ban Nhân dân, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức buổi gặp gỡ các vị chức sắc chức việc trong đoàn đại biểu Phật giáo tỉnh Sóc Trăng trước khi đoàn lên đường tham dự Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 29 tháng 11. Dự buổi họp mặt có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ông Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Di dự Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tham dự sự kiện quan trọng lần này, Sóc Trăng có 17 đại biểu Phật giáo chính thức đi dự đại hội. Phát biểu tại buổi gặp gỡ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, bà Hồ Thị Cẩm Đào đánh giá cao những đóng góp tích cực của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và công tác an sinh xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn các vị đại biểu tham dự đại hội lần này sẽ có những đóng góp thiết thực cho báo cáo của đại hội trong nhiệm kỳ qua cũng như phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới, quan tâm vấn đề bầu nhân sự của đại hội để góp phần vào sự thành công chung của đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9. Đại diện đoàn đại biểu Phật giáo tỉnh Sóc Trăng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, đoàn sẽ nghiêm túc tham dự theo chương trình đại hội đề ra đồng thời tiếp thu đầy đủ những chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đúng với tinh thần kỹ cương, trách nhiệm, đoàn kết phát triển. Dịp này, lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cũng đã gửi những lời chúc tốt đẹp và trao các phần quà đến các đại biểu trong đoàn.